Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thế giới đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với quy mô lớn, tốc độ nhanh chưa từng có, với những đột phá về công nghệ. Các nước đều chú trọng xây dựng thực thi chiến lược nhằm tận dụng thành tựu và ứng phó với những thách thức của cuộc cách mạng công nghệ mới này. Nhận thức rõ điều đó, Nghị quyết Đại hội 13 đã nhấn mạnh vai trò của đổi mới sáng tạo trong chiến lược phát triển đất nước, coi đây là động lực thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc tiếp tục đổi mới đồng bộ toàn diện. Công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng, lãnh đạo từ năm 1986 đến nay là một công trình sáng tạo vĩ đại của toàn Đảng, toàn dân ta. Đó là quá trình sáng tạo liên tục nhằm xóa bỏ cái cũ, xây dựng cái mới. Đổi mới thì phải ưu tiên bắt đầu từ tư duy. Do đổi mới là phải kinh tế phải đi trước một bước, chính trị phải làm thận trọng và vững chắc. Những cái định hướng ấy tôi nói là rất là đúng. Và cần phải hiểu rằng đổi mới nó là một quá trình mang tính quy luật khách quan. Những thành tựu của đất nước 35 năm đổi mới là hết sức to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Tuy nhiên, bối cảnh cách mạng 4.0 với tốc độ thay đổi nhanh chóng, buộc Việt Nam phải thích nghi, hành động mạnh mẽ hơn. Trong đó, đổi mới sáng tạo được coi là động lực thúc đẩy mạnh mẽ, công cuộc tiếp tục đổi mới đồng bộ, toàn diện, đáp ứng yêu cầu xây dựng đất nước trong thời kỳ mới. Nghị quyết Đại hội 13 cũng đã đặt nhấn rất mạnh đến vấn đề là đổi mới, là sáng tạo, là phát huy mọi cái nguồn lực mà chính là cái nguồn lực lâu nay chúng ta chưa khai thác được, đó chính là nguồn lực về trí tuệ của con người Việt Nam. Đấy, cho nên là tôi cho đây là một cái điểm nhấn rất quan trọng. Thực tế, đổi mới sáng tạo cần phải được triển khai toàn diện trên các lĩnh vực, chú trọng xây dựng môi trường thể chế thuận lợi, tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy hạ tầng viễn thông, ưu tiên thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong phát triển công nghệ số, thực hiện chuyển đổi số trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quản trị. Từng bước hình thành kinh tế số, xã hội số, chính phủ số, tạo ra những giá trị mới và sức mạnh tổng hợp mới của đất nước. Đổi mới sáng tạo khơi dậy được sức mạnh văn hóa, sức mạnh và giá trị con người Việt Nam ấy. Đặc biệt là chúng ta tranh thủ được các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ấy, thì mục tiêu phấn đấu đến năm 2045 nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao là mục tiêu khả thi. Trong đổi mới có sáng tạo, sáng tạo gắn liền với đổi mới. Động lực đổi mới sáng tạo nhất định sẽ đưa đất nước ta đi đến phồn vinh, hạnh phúc, thực hiện khát vọng cháy bỏng của toàn dân tộc là sánh vai với các cường quốc Nam Châu.